Anh Dũng ơi, tuần này anh bận gì mà sao không thấy lên video nhỉ? Anh á, tuần này anh bận dạy lớp Zoom online. Sợ anh không dạy họp để học để gặp các bạn học viên à? À, các bạn học viên, các bạn ở bên Nhật à, xa quá nên không đi gặp được. Vâng, thế anh cầm cái này đi ạ. Cái gì ạ? Quà có quà gì ạ? À, trên đây là các học viên học online ở bên mình nhé. Hả? À, lớp anh dạy à? Lớp anh dạy. Vâng. Ừ, thế làm sao? Cô Thanh đang có quyết định là anh bấm vào danh sách này, khi mà cái tên chỉ vào ai thì anh gặp bạn ấy ạ. Trời, toàn các bạn bên Nhật thôi. Thế thì cũng phải đi thằng Nhật luôn ạ. Nhớ học cái đồ cũng phải đi luôn ạ. Vâng. Trời đất, đi luôn. Chuyển. Nào, xem nào. Nào. Hà Osaka 31. Chào Hà nhá. Thầy sẽ đi gặp em. Let's go. Bây giờ mình đi máy bay này. Sau đó thì mình đi Shinkansen. Hôm nay là thứ bảy. Tuần này là được lên queue, tức là nghỉ 3 ngày nên là được ca ngày. Hôm nay rất là đông. Đây là Osaka mọi người nhá. Đến Osaka rồi thì mình sẽ ghé qua Nam Ba một chút. Nhìn con ngõ nhỏ này thật là chin phải không mọi người? Đến Nam Ba rồi thì mọi người nhớ ghé qua công viên Nam Ba nhá. Công viên này nhìn như thế thôi nhưng mà xây như một tòa lâu đài ấy. Có cả tầng luôn, công viên mà lại có tầng nhỉ? Đây, có thể cái quán bán quần xanh vàng đỏ này. Định mua một cái nhưng mà lại đóng cửa mất. Tối quá, mình vào quán Matsuya ở Senichimae này. Thấy trong bếp toàn các bạn Việt Nam luôn. Thấy có một bạn gái tên là Vui này, một bạn trai tên là Ngọc này. Bạn Vui, bạn Ngọc thấy video này nhớ like, chia sẻ nha. Sau đó mình lại đi lên tàu đến ga Tennōji và bắt taxi về nhà Hà. Trên đường thì mình bắt gặp một con tàu chạy giữa phố. Hỏi bác taxi thì bác bảo nó là tên là Chinchin Densha mọi người ạ. Tên gì mà nghe lạ quá ta. Lúc đầu thì hai thầy trò bị lạc nhau chút xíu. Bạn Hà thì hiện đang là du học sinh ở Osaka mọi người ạ. Và đây, Hà là người may mắn sẽ nhận được món quà này. Đây là gì biết không mọi người biết không? Đấy. Bánh trung thu. Ngoài ra còn có một món quà đặc biệt nữa. Đúng không nào? Cái này là lúc quay vào Hà thì đọc thấy Hà có một nguyện vọng là muốn nhận được cái này nên là tiện thể mang sang luôn. Cái đen áo kanji N3 N2 mọi người ơi, em có thích không? Dạ thích thầy. Thích á? Đây cho mặc luôn, nhớ mặc đi học nhá. Dạ, dạ em cảm okay. ơn thầy. Ok. Thường ngày thì bạn vẫn học bài online, ghi chép ra giấy in như thế này. Đấy các bạn thấy đấy, bạn Hà đúng không? Rất là chăm học. Tuy nhiên thầy thấy Hà không có sách của bên thầy. Phải in sách như này, các bạn biết vì sao? Bởi vì sinh viên nghèo mới sang Nhật thì cũng phải tiết kiệm, đúng không nào? Vậy thì đợi thầy về Tokyo xong có gì thầy sẽ gửi sách cho Hà, tặng Hà. Ok. Lúc xuống định ra công viên ngồi quay thì gặp luôn cả một bạn học sinh học cùng lớp Zoom luôn mọi người ạ. Vui quá là vui. Thầy cho được gặp nhau. Xin chào. Thầy mới tặng cho thôi. Đi đâu? Bây giờ Hà có thể chia sẻ cho mọi người biết cuộc sống hiện tại cho mọi người đây được biết được không? Hiện tại thì mình qua Nhật cũng tròn một năm rồi, tức là du học sinh. Thì hầu như thời gian học ở trường là khoảng 1:15 cho tới 4:30. Thì sau đó mình sẽ tan việc học và đi làm. Một tuần mình làm khoảng 20 tiếng. Thì mình cũng làm ở hai chỗ, một nơi là Umeda và Nippon Bombayashi. Thì Umeda mình cũng làm bếp, còn Nippon Bombayashi mình làm quán mì ramen khoảng 20 tiếng. Thì thời gian công việc cũng được sắp xếp ổn định như vậy. Thì còn lại hầu như còn có thời gian còn lại là mình sẽ sắp xếp cho việc học. Thế khó khăn hiện tại của em bây giờ là gì? Khó khăn hiện tại lớn nhất có thể là rào cản ngôn ngữ. Hồi lúc mình mới qua Nhật đi, ngay cả những cái câu đơn giản như là người ta hỏi mình có cần túi bóng hay không thì mình cũng không nghe được. Xong rồi từ từ mình luyện nghe từ từ học qua khóa nào qua của thầy thì cảm thấy đi làm thì cảm thấy cái khả năng nghe nó ổn hơn. Sau đó thì cũng gắng cố gắng để mà bước qua cái rào cản ngôn ngữ. Thì coi như đợt này tháng 12 hy vọng nhiều được cố gắng đậu N2.
Đấy, và hôm nay thầy đã đem đến cái áo may mắn này cho Hà. Candina 2 đã ba đây người đây. Đúng người luôn. Hay. Cố gắng thi đỗ nhá. Dạ. Ok. Hà. À, dạ, mọi người. Chúc mọi người. Tháng 12 thi đỗ N2. Ok. Chúc mọi người may mắn nha. Bye bye. Hà ơi, bây giờ thầy phải về rồi. Trước khi về thì em bấm cho thầy cái để xem là thầy sẽ đi đâu nè. Đi đâu về đâu nè. Đấy. Nó gần gần đấy thôi nhá. Ngọc Huyền Shizuoka. Shizuoka. Trời đất, tôi lại phải quay về Shizuoka. Ok. Đi Shizuoka luôn. Đi.